Ơi, cô cho con hỏi cửa ngục thứ 12 được xây cách như thế nào và có gần nhau hay không? Dính liền hả trơn, số từ số 1 là tới số 18 luôn, nó dính liền mà từ cấp vậy đó. Mở cơ mãi lần biết chết tới sống, cũng như mày xuống 3 ngày mày nằm mày ngủ không à, chỉ là chết rồi là 3 ngày xuống vô hàng đó thì để cho nó ngủ. Bây giờ 10 11 lại 12 giờ là mở cửa mã là mới biết mình chết. Mở Nhưng mà mình không mở cửa mã thì có sao không bác hai? cửa mã làm sao biết chết sống, chị đó không thì đâu có mà chết mà biết chết đâu, mà đâu có biết người chết, cái đó hồn cũng ra hồn mà ma ma quỷ không ra quỷ, rồi đó đâu có sáng suốt gì đâu, khóc là cách là lìa gia đình đó, như vợ con cha mẹ anh em thương tiếc quá mà tới chừng đi rồi là khóc, là mở cái mã là ngồi khóc chứ gì nữa, như có hai người ta ngồi bên tảng ngủ với mình. Có khi mày thấy dòng họ cha mẹ mình mở cửa mã rồi xách đồ ra gì ở dưới này mày quát mày la mày kêu quá kêu mày đâu có biết, Không nghe. không nghe không biết gì hết, tự ra gì rồi có hai người hai bên tảng ngủ mình thôi, chở gì xứ sở quê hương mình cái đó là cõi trên rồi. Nabi xin chào toàn thể cô chú anh chị trong nước cũng như ngoài nước. Thì trong những đoạn video trước á, về bác hai đi thiếp á, xuống địa ngục như thế nào có chia sẻ lại cho tất cả mọi người nghe. Thì hôm nay có một số câu hỏi của anh chị em thắc mắc đặt ra câu hỏi nhờ Bi đi hỏi bác hai giùm. Thì con xin chào bác hai. Rồi chào mừng quý khách hết nước trong từ nước trong Việt Nam và tới nước ngoài của mình. À, bác hai ơi, những video trước á, thì bác hai đã chia sẻ về bác hai đi thiếp như thế nào, cũng có một số anh chị em vào bình luận thì nghe bác hai kể trong các là cũng như là sợ bác hai và cũng gắng lo tu hành. Thì tiếp theo video này á, là có vài câu hỏi con xin hỏi bác hai, mong bác hai dẫn đáp giùm con ạ. Nếu như một người mà đã khuất trong gia đình của mình á, thì mình đốt với tiền vàng mã cho họ họ có xài được không bác hai? Cái đó là ở trong kinh giảng của Phật thầy là ta nói cái đó là mình không nên đốt, cũng không đem theo cũng đâu có xài được đâu, mà tại những người ta có tiền thì người ta thông tục, người ta phải mua từ một bao một thúng, người ta đi tới đâu thì người ta giải xài dọc đường tới đó là tới hạ nguyệt là thôi. Nhưng mà theo con được biết á, là người ta gảy vàng mã như là cho người chết biết đường về nhà hay sao bác hai? Đâu có đó, đâu có phải, cái đó là kể như người ta có tiền, ý người ta nói là kể như đem xuống dưới là cho có tiền xài thôi, mà vô tình đâu có xài được đâu, Dạ không đúng có rồi. xài được. Con như con nghĩ là người chết khi mà chết xong rồi mình đốt cái tiền vàng mã đó là theo phong tục trần gian đúng không bác hai? Ừ, nó không tục trên trần gian là tại mình muốn làm gì thôi, Vì không có người chết không thể xài xài tiền đâu có được, xài được đâu, chỉ có tội và phước đúng không tội bác với hai? phước, xuống âm phủ thì lo tội lo phước chứ đâu có nghĩ gì cái sự tiền bạc. Vì là nếu mà thân nhân mình hoặc là trong gia đình mình có người đã khuất thì tốt hơn là mình làm phước từ thiện bố thí phóng sanh cá đúng không bác hai? Thì cái đó thì làm được phước chứ đâu có gì đâu. À, Dạ khi người ta thí gạo tới từng thì người ta giấy tên họ cũng như tôi thí cho cha mẹ tôi anh em tôi vậy đó, bao nhiêu vậy đó, thí cho coi có tội thì bớt tội chút vậy thôi. Dạ thì câu hỏi số 2 đó là cô ơi, cô cho con hỏi cửa ngục thứ 12 được xây cách như thế nào và có gần nhau hay không? Dính liền hả trơn, số từ số 1 là tới số 18 luôn, nó dính liền mà từ cấp vậy đó, Vậy là tội nào ra tội nấy. từng ngục từng ngục. Ừ, Vậy là nó dính liền với nhau. nó dính liền hết trơn, tội nào ra tội nấy Nhưng mà trơn. cái tội nặng với tội nhẹ là sao bác hai? Tội nặng thì theo bên nó bỏ bên nặng, còn tội nhẹ thì theo nhẹ, Vậy là từ ngục mấy tới ngục mấy là tội nặng là và tội nhẹ bác hai? là 11 lấy lên rồi số 10 lấy lên là nặng. Cái nặng đó là vô cũng như là vô đường tử không, không có đường phước đức. Như theo con nghĩ với bác hai là mình ví dụ đi, mình ở sống ở trần gian mình có hiếu cha mẹ mình có phước đi, nhưng mà mình dính phải một số tội như là tội nhỏ nhỏ rồi bác hai, rồi như vậy xuống dưới là mình có được cũng như là
xử nhẹ không bác hai? Là con có hiếu cha mẹ đó thấy không? Dạ. Xuống dưới thì có hiếu thì xuống dưới là mình có hiếu hạnh rồi mình được 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 người ta tôn trọng lên. Dạ, cũng như là mình ví dụ đi mình có hiếu với cha mẹ mình, mình lỡ có sát sanh đi mình cũng như cha mẹ mình ăn đó rồi mình xuống dưới là mình có được giảm tội không bác hai? Giảm, nếu mình có hiếu thì có giảm. Dạ, vậy là cái chữ hiếu đi đầu hay bác hai? Chữ hiếu đi đầu. Cái địa ngục và cái hình thù như thế nào bác hai? Nó có thể là nó đồ sộ hoặc nó gai nhọn hay sao bác hai? Trong mà không có, trong địa ngục thì nó không có gai, có chỉ là hai bên tường vô gì rồi nó để trên tội gì ăn chó ăn mèo, rồi tội cân già cân non, rồi tội lít non lít già, rồi như cái này kia tội gì thì nó để cũng như có phòng mình vậy đó. Còn có cái tội là không hiếu hạnh là một chữ cha mắng mẹ không kể, là cái tội là cô thấy là như nó bốn tường là sắt không, mà ở trên thì nó chụp cái miếng xuống gì rồi là vô đó, rồi là trên rớt một cái cốp xuống là bắt đầu thấy cái chổng là nó lửa đỏ từ. Cái đó giống như bác hai nói là cái tội cái ngục vô gián. Rồi, ngục vô gián bị thiêu đó, hai bên bằng sắt đó. Tại vì cái thứ nhất là bắt hiếu cha mẹ nè, cái thứ hai ăn trộm đồ đạc của cải ở chùa, cái thứ ba là quỷ hoại kinh sách, thì đủ thứ gì đó đó, quỷ bán tam bảo đó. Là vô đó là cái là xem quanh là bốn tượng không hả, sắc không hả. Nhưng mà con nghe nói mình lọt vô ngục vô gián là niệm Phật là không có thủng luôn, mà vô đó đâu có biết niệm Phật đâu, niệm không có được niệm Phật. Dạ. Ở ngoài không niệm Phật được, vô đó người ta bế cửa được, nằm nằm niệm Phật được. Con nghe mấy ông già xưa hay nói, bác hai người ta hay kể lại là cũng như là có một mẫu chuyện là đó, cái ông đó ông ăn trộm cái lư của cái chuông ở chùa, không phải ông ăn trộm cũng như là nhà ông gần chùa, mà ngày nào ở chùa tụng kinh ông cũng chạy môi chứ. Cái hôm đó ông mới cũng như là ông xuống địa ngục, ông mới nghe cái con quỷ á, nó gõ vô cái chảo dầu, ổng mới giật mình ổng niệm Phật, thì lúc đó là Phật chứng cho ổng hay sao đó, hai con không biết cái đó có thiệt không đó. Cái đó sao chứng kịp hay không, sao chứng kịp. Nó có chứng kịp, nếu mà biết hối hận thì cái giờ chốt thì mình phải niệm Phật, còn cái giờ đã tới vào cửa ngục mình niệm Phật đường nào ra được mà ra. Cái lúc mà gần lâm chung bác hai, cái lúc mà gần lâm chung có phải là mình gặp nhiều lắm không ai, cũng như là vong hồn và là mấy hồn ma không bác hai? Hồn ma cũng quấy đứng chợ khờ mẹ, mà mình biết niệm Phật gần dần hấp hối là tâm thần sao sát chí dẫn vô kinh sợ vô cùng, rồi một lần đánh lớp con chung giả có tạm theo đường tẩu phước, người vương thước người sang ăn cước mà cũng không pháp lực chân hoàng, dầu ẩn nơi cùng khắp lâm sang dĩ chúng tránh tử thần cho khỏi, là hai bên là ma quỷ, còn mình biết lên Phật là Phật cước mình tử thần ta đem đi. Còn cái chuyện mà mày hồi trước giờ mày không niệm Phật không biết gì hết, còn lúc mình tỉnh là mình niệm Phật thì Phật cước trực hồi cho mình, Phật cước mình đi. Nội con hồi đó ba mắt á, bà cũng nhờ được bên bên gia đình bên nội phóng sanh cá làm phước đó, nên nội con bà có về bà kể lại lúc bà vừa bà nội ngoài bà gì hai tiếp hả? Bà nội không phải bà nội con, là bà ở bên Gạch Chanh đó. Bà kể là vừa nhắm mắt rồi đó, cuối cùng là có hai người bay vô chụp cái hồn liền. Chụp hồn nó đi mà là chụp hồn đó là như Phật, Phật chụp được thì lẹ, còn ma quỷ từ nếu mình nằm mà từ đây trở lên thì Phật, còn từ đây trở xuống là ma quỷ. Nếu mày biết niệm Phật thì Phật trước mày chụp hồn đi, hai người chụp bay đi liền. Có nghĩa là mình ấm chỗ nào là ấm bụng, từ bụng trở lên là mình Phật trước. Dạ. Còn từ đó trở xuống, từ cái rúng trở xuống thì lạnh thì kể như quỷ ma nó chụp hồn. Con nghe nói lúc mình gần chết á thì mình thấy nhiều lắm, cái thứ nhất là nghiệp của mình à. Nó đứng chờ hồi sẵn đợi lợi. Chụp hồn về cái tội gì đó. Đợi mạng hả bác hai? Cũng như mà hồi đó cái ông Ba Giòn ở trong nhà láng thành cái này, ổng mần heo quá mần rồi. Mà giờ hấp hối rồi ổng, mà ổng cứ ép hoài mày đâu có biết. Thế bà thầy đó đâu ngoài đường bà nói bây giờ bà ổng ép, giờ ông bà để một tuần lễ ổng cũng vẫn ép. Bây giờ bà đem cái dao đó rồi một cái thao rồi đốt nhang giấy cho ổng, bị gì ổng đâm heo đó thì phải dặn giấy cho ổng mới đi được. Là lại dặn giấy chừng 10 phút là ổng đi xuôi.
Thì đó mình giết heo phải giết. Cái đó là nghiệp hả bác Hai? Cái nghiệp. Cái nghiệp phải gian gái trả được. Chứ không trả đâu có được người ta. Đó mình giết quá quá giết người ta. Bây giờ phải trả lại người ta để niệm Phật cầu. Nhưng mà trả lại cho người ta chứ không trả sao được. Phải trả. Ừ, thì gây cái gì thì phải hưởng cái nấy chứ đâu chạy đâu có thoát đâu. Yeah. Thường thì người chết đó bác Hai, người chết là bao nhiêu ngày mình mới xuống địa ngục nhận tội bác Hai? Cái người chết này là khi 3 ngày mở cái mã. Nó có cái ao gì nè, ao nước trong veo. Rồi có một cái bàn ghế dài gì để ngồi đó. Rồi trên này mở cái mã ta cho thấy dòng họ bà con như cái ngày ta tụ hội đó. Mở dòng ta cho mày biết dòng họ trên biết. Biết là trơn mà nhưng mà kêu mà tới chừng mà ta đi mình đi vô rồi là ở dưới kêu đâu có biết. Kẻ ở âm phủ người vô trần gian sao biết. Rồi có người hai bên tạng ngủ với mình. Thôi bây giờ người trên ta bỏ ông rồi hay bà rồi, thôi để mình chở về kiếp này của mình đi. Có tu hiền hay là có tội gì đó biết. Chứ bây giờ kêu ghéo cũng đâu có sống lại được đâu. Đó là chỉ tới chừng 100 ngày là mới vô hành tội. 100 ngày là tới giáp năm luôn. Giáp năm là có khi thiên ta xả tan rồi là đạo hình, cực hình mới tới. Trong cái thời gian 100 ngày đó là ở dưới đó là đi cũng như là lật sổ ra. Lật sổ ra kiểm tới kiểm lui vậy thôi, cũng còn thông tả. Vậy là cái bên phần du di nó cũng giống ở đời thực mình bác Hai. Ừ. Cũng như là cũng vậy đó. Cũng như là mình sát hại một người thì công an phải đi đi cũng như ăn cắp tới kết lui vậy. Dạ. Yeah. Đi tìm phải đúng gì sự thật rồi mới kết tội mình đúng không bác Hai? Kết tội vậy đó. Dạ. Yeah. Rồi vô danh sách. Tới chừng vô rồi người ta xử thì người ta đưa giấy tờ đó. Cái bản phong thần ở trên. Bản phong thần hả bác Hai? Ừ. Bản phong thần là bản danh sách của mình là tới ngày xử đó. Bản phong thần hình như cái hình dáng như thế nào bác Hai? Tên họ. Còn có cái tưởng tượng là bản phong thần là một cái bản rất là quyền lực đúng không bác Hai? Ừ. Nhìn rất là to đúng không bác Hai? Ừ. Nó cao dịu vợ cái tên là người đó. Nhiều tuổi rồi chết rồi làm cái nghiệp gì. Cắp ăn trộm mà ăn cái gì bò chó heo gì đó hả, quánh đập người ta giết người ta. Rồi giờ xuống dưới là phải thê thảm cực hình lợi. Cũng dáng vậy đó. Dạ. Yeah. Con cũng nghe nói là ở dưới là mình xin ngừng một giây để mà hình phạt cũng không được đúng không bác Hai? Không. Tội là phải hưởng, không có ngừng giây, không có ngừng giây nào phút nào. Tội có hưởng, tội tiếp tục làm hoài chừng nào mà đủ cái nghiệp. Đủ cái nghiệp của nó thôi. Cũng như tội hành hình tới 12 kiếp thì đủ 12 kiếp. Rồi đủ 12 kiếp đó rồi đó là thôi. Qua tội khác hả bác Hai? Qua rồi tới người khác. Đó rồi tội khác đó, tội gì. Đủ 12 kiếp. Đó con người là hành phạt. 18 cần địa ngục. Nhưng mà cái tội là có 12 tội à. Phải đi giáp 18 cần. Mà cái tội thì chỉ có 12 à. Nhưng mà mình làm cách nào để mà mình biết mình tránh cái được cái nghiệp lực của Hai? Thì hồi đó mình làm cái gì, nhưng hồi đó con làm cái gì của người ta. Rồi bây giờ nếu con hối cải được thì tối con rút nha. Không có cái giờ 12 giờ linh lắm, 12 giờ phía thanh tịnh đó. Rút nhang nguyện với ơn trên trời Phật, chín phương trời, mười phương Phật, của quyền các tổ, ông bà, cha mẹ, phước mặt, phước mài, bên chồng, bên vợ, bên nội, bên ngoại, trong ti, tập họ, giá hết trơn. Con hồi trước con có làm cái tội cái chuyện đó, bây giờ con xin quay đầu hướng thiện lợi. Xả tội hỷ xả, địa quan hỷ rồi cho con xả tội cho con bớt. Con quay đầu lương thiện lại, lo cúng lại tu hiền. Là từ từ mình cũng bớt. Như 10 con cũng bớt được 5, 7. Có khi con trì trí là cũng có hết luôn. Dạ. Chứ mày làm ác quá rồi tới chừng gần chết là hấp hối rồi. Mày sợ niệm Phật ly lịa Phật nào cứu mình được đâu. Không có kịp lắm. Giờ phải ăn năn trước. Cái mà con người ta thường nói mình gần chết mình không niệm Phật được. Tại vì mình sợ không đúng không ai? Sợ gì niệm Phật bà cướp mình chứ đâu có sợ gì. Không, cũng như là mình gặp mấy cái ma nghiệp rồi. Ám ảnh. Dạ đúng rồi, ám ảnh mình không niệm Phật được. Ám ảnh mày quá tội rồi. Hồi đó ngoại con gần chết á.
ông ngoại con mới đi vô trong bếp đó, đó. Mẹ con kè ông ngoại vô xin ông ngoại con nói kêu mẹ con nói đuổi mấy người đó đi đi đứng trước nhà mình quá trời kìa, chụp hồn chụp hồn đó. Mà con lúc đó con nghĩ ủa ai đứng trước nhà mà trong khi đó không có ai chứ, mình đâu có thấy được, chỉ cái người bệnh nó thấy thôi, người bệnh thấy thôi chứ mẹ đâu có thấy được đâu. Dạ. Người bệnh nó chờ hồn mình đó để chụp đó. Như hồi nãy bác hai có nói là lúc lâm chung tâm hồn sao xác đó. Ừ. Chí ngẩn ngơ kinh sợ hay không cùng rồi một lần đánh lúc lâm chung giả cõi tạm theo đường tổ phước, người phương thuốc người sang ngăn trước mà cũng không pháp lực chân hoàng, dầu quẩn nơi cung cấp lâm sai những giống tánh tử thần cho khỏi, đã tử thần đứng rồi còn khỏi đường nào mà phải khỏi không được, giờ hấp hối thì hấp hối quá thôi, niệm Phật lia lịa chứ giờ đâu có niệm kịp đâu. Cái đó giờ đó mình niệm không được luôn á bác hai, cũng được nếu mà có tâm trí mình niệm trước giờ lúc lâm chung mình biết niệm Phật. Yeah, tại vì cũng như một tấc Phật là đứng, còn một tấc quỷ là đứng chờ ngoài đó, chờ đó. Mày gần người chết là con mắt mình đã đậu cái gì đó, ma quỷ gì nó đứng ám ảnh mình, nó chờ rồi nó chụp hồn, không mấy đâu. Có người gần chết, có người gên, người la. Gên là bị quá mình mẩy quá. Nghiệp quá nặng không hả? Nghiệp quá nặng, nhúc nhích không nổi. Rồi gần chết là nó chích vô mình mà chịu không nổi. Lăn bên này thì cũng như là ra trong, lăn bên này thì cũng như ra trong, có đường nào thoát khỏi đâu, không có đường nào thoát khỏi. Rồi nó đâm kiếp mày kiệt sức luôn. Cái đó hồi đó là mình làm quá làm rồi, đâm chuột, đâm cóc, đâm nhái gì đó. Tới chừng giờ hấp hối là nó đâm mày đi kia chứ, đâm không có biết chỗ nào nữa. Cái đó là... Cái nghiệp phải chặn. Cũng như cái hồn lìa khỏi xác đúng không? Ừ. Không hề có xác mà sửa sẵn đi là nó đâm tới đâm hoại đó. Nhưng mà theo quan niệm của người miền Tây mình đó là cái người mắc là bao nhiêu tiếng mới liệm bác hai? Thì cái đó là theo cái bệnh của người ta chủ nhà, cũng như cái bệnh mà nó hơi nặng cái gì nó có thấy mình đó có thiệt hại gì đó thì mình làm trước, còn như cái bệnh không có gì thì để một hai ngày, có khi người ta để mở cái mã luôn đó sao đâu, cũng như mình chết mình không có cái gì. Cũng như thằng nhỏ con tôi nó chết, cái bụng nó quá, cái bụng đâu có để được. Chết còn 10 phút nữa là 8 giờ, là tới 9 giờ rưỡi liệm luôn, là sáng đi trong luôn. Không có để được. Sợ nổ không bác hả? Sợ nó nổ, nó xì rồi làm thiệt hại gia đình nữa. Bây giờ đó ai vô mà nó xì cái rồi ai chịu mà vô đó liệm cho mình. Hôi hơi hám là tiền nhiễm chết luôn đó. Bởi vì đâu có dám để ra chôn bữa 27 luôn, cái lại nói sao 27 mà chôn. Tôi nói thôi 27, 28 ngày nào cũng chờ Phật, cũng nguyện với ơn trên chờ Phật chôn cho nó chứ đâu có để. Dạ. Rồi chôn đó. À, bác hai ơi, con thắc mắc gì nè bác hai? Là tại sao mà mình lại mở cửa mã bác hai? Mở cửa mã là biết chết biết sống, cũng như mày xuống 3 ngày mày nằm mày ngủ không à. Chỉ là chết rồi là 3 ngày xuống vô hàng đó thì để cho nó ngủ. Giờ 11 lại 12 giờ là mở cửa mã thì mới biết mình chết. Nhưng mà mình không mở cửa mã thì có sao không bác hai? Mở cửa mã thì sao biết chết sống. Chị đó không thì đâu có mà biết chết đâu. Mình đâu có biết người chết. Cái đó hồn cũng ra hồn mà ma quỷ không ra quỷ. Cờ đó đâu có sáng suốt gì đâu. Mở cửa mã thì biết chết. Thì có người á, nhiều khi mở cửa mã xong biết mình chết là ngồi trước mộ khóc luôn á. Ừ, ngồi khóc. Khóc là cắt ra lìa gia đình đó. Như vợ, con, cha, mẹ, anh em thương tiếc quá mà tới chừng đi rồi là khóc. Là mở cửa mã là ngồi khóc chứ gì nữa. Như có hai người ta ngồi bên tảng ngủ với mình. Có khi mày thấy dòng họ cha mẹ mình mở cửa mã rồi xách đồ ra gì. Ở dưới này mày quát mày la mày kêu quá kêu. Mày đâu có biết. Không nghe. Không nghe, không biết gì hết. Tự ra gì rồi có hai người hai bên tạng ngủ mình thôi chở gì xứ sở quê hương mình cái đó là cõi trên rồi đó. Rồi mới biết mình chết chắc đó là khóc mù luôn đó, kể như là lìa gia đình đó, thân nhân của mình. Mà tại sao mà gặp vậy mà kêu thân nhân của mình mà không ai dòm ngó, có biết gì đâu dòm, không có biết gì đâu dòm, chỉ mở rồi thì lo xách đồ đi vô. Còn ở dưới này đứng nó kêu nó hú dữ lắm, nó ngoắc dữ lắm, mày đâu có biết đó đâu mà hú mà hí. Cái đó là mới biết là thật tình mình chết, mới bắt đầu khóc, mới cứ khóc.
Lúc mà mở cửa mã xong á, là lúc đó là con người cũng như là mình biết mình chết rồi bác hai, thì còn hy vọng là trong vòng là 100 ngày là chờ, cũng như là chờ gia đình mình làm phước đúng không bác hai? Qua khỏi cái đó xong bắt đầu mới xuống dưới là phân chia tội phước. Thì từ 100 ngày trở lại thì muốn cúng kiến làm phước làm gian gì đó, trong cái đó là cũng như người ta chưa có xét xử, nhưng mình làm phước thì tới chừng để xét xử thì cái này trên gia đình trên thế gian người ta cũng có làm phước mới rồi, 10 cũng được 5-3 gì đó thì nó nhẹ tội, cái đó ra xử đó. Nhưng mà cũng sẽ có một anh chị đang xem chương trình thắc mắc là như thế này nè bác hai, trong vòng 100 ngày đó mình ở đâu? Thì cũng ở đó đi tới lui đó chứ đâu, Ở ngay mộ hả bác hai? mộ thì cũng có, rồi cửa ngục thì cũng có, lá mày xuống cửa ngục rồi còn gì nữa, cũng đi tới lăng quẩn, mà cái tội tình thì ta chưa có xử, cái tội đây là kể như là bắt đầu chết mở cái mã là tới 100 ngày là rồi 100 ngày là tới giáp năm nó giáp. Cái có một người nói với này bác hai là cái lúc mà mình chết á, là trong cái giai đoạn đó là gia đình chờ gia đình làm phước, nhưng mà cái hồn của mình cũng như là đi chơi vậy đó, đi tới một chỗ nào đó vui lắm. Thì đi chơi được không Dạ đúng thả, rồi, chưa có khép vào tội, dạ đúng rồi. chưa khép tội Rồi sau tới những ngày đó bắt đầu mới xử, mới xử tội. là nó mới biết tội phước nặng Ừ, nhẹ. ăn nhẹ ít nhiều vậy thôi. Rồi thì trong mà để mở cửa mở rồi là tới tới 7 tuần mình cũng vẫn thong thả đi chơi, cũng như mình đi cũng đi giờ chỗ này chỗ kia ngắm cảnh rồi kia, rồi tới 3 tháng 10 ngày mấy đơn giấy tờ mình mới vô đó, rồi tới giáp năm tới xã tang rồi mới ra mới xử, rồi mình làm phước những người trong cái ngày chết đó là tới giáp năm trở lại thì cứ việc làm phước, làm cái gì cứ việc làm, tới chừng người ta xử đó mình có tội ít nhiều thì cũng đỡ chút vậy thôi. Có một câu hỏi như thế này là bác hai, là sau khi chết xuống dưới người tội có nhiều là bị xiềng xích, còn người tội ít là được thả thả lỏng hay sao bác hai? Nếu tội thì tội nhiều thì bị xiềng, Còn tội nhẹ còn tội nhẹ thì người ta không có xiềng, cũng như là người nhiều ta có tội thì ra tội thôi chứ không có đến tội xiềng xích, còn tội nặng chứ lắm là mới bị xiềng. Con có nghe một phần là ở trong kinh có nói là bác hai xuống dưới là hình như là mình tội nhẹ là ở dưới là cũng như là cũng có làm từ thiện đúng không bác hai, cho Cũng mình thì vô. cũng có phe nào cũng có phe Dạ nấy, đúng rồi, cho mình vô làm từ thiện để mà mình chuộc tội đúng không bác hai? từ thiện ở trên á, như ở dưới này thì ở trên một dãy trên gì nè, rồi ở trên vua chúa ở trển ở trước thì từ thiện ở đằng sau trong một lớp nhẹ, như hồi đó mình cái dốc khác mình cũng làm từ thiện làm phước làm gian, bây giờ chở gì không có tội thì mình lên xuống dưới mình làm phước lại cho người khác, đi hầu cơm dâng cơm vào nước cho À vua đúng chúa rồi, tặng. dạ đúng rồi. Ừ, dâng cơm vào nước cho chúa ăn. Tại vì con cũng có đi vô ông kia, ông cũng là người đi thiếp nữa. Ông nói xuống dưới là bưng cơm nè, là mình làm từ thiện á, bưng cơm cho mấy người ở trên ăn á, Có trên là mình xin cũng như là mình xin lỗi cái tội nhẹ nhẹ của mình đi đó, nhẹ mình là mình bưng cơm. Nhưng mà cái thứ nhất, cái thứ hai, còn những người mà tội giam cầm mà trong giai đoạn xử phạt á, là những người đó được ăn cơm nhưng mà cơm không có ngon. cơm có ngon Dạ đúng rồi, khi mà bưng lại hỏi những người đó là bị tội gì mà xuống đây, là đúng không bác hai? ừ ta hỏi chứ mà hỏi gì giờ nó không hỏi mày danh sách nó lắm mày chơi hỏi gì, như là ăn trả nó bằng giấy tờ mày thủ tục mày hết rồi qua hắn kêu mày tội gì về ông làm gì ông làm gì, không có chạy khỏi đâu. Mày thấy như Ngọc Liên Thanh Đề không, là mát cỡ nào mà con xuống cứu mà cứu đói run tay run chân mà đưa chén cơm vừa tới mẹ chừng còn một gram là phật lửa cháy đâu có ăn được, không không ăn được, mà Ngọc Liên Thanh Đề phải quỳ xin lại cứu cứu mẹ mà cho mẹ ăn cơm mà xin không được á, xin thì cho nhưng mà lửa vô ăn không được, đưa cơm chưa tới miệng là phật cháy cho không ăn được, bị thế gian làm quá ác rồi. Học ngọc học cơm không có kể gì cho giờ xuống dưới đâu có được ăn, mấy thường thường mày coi giảng là Ngọc Liên Thanh Đề không có ăn được, biết bao nhiêu sát năn nỉ mà con mà quỳ lại biết mấy kiếp không được. Có người nói bác hai chết là hết, có đúng không bác hai? Thì chết thì hết cái đời của mình, bây Hết. giờ xuống dưới thì lo đầu thai. Dạ đúng rồi, có nghĩa là hết là hết cái đời, nhưng mà con Hết rồi còn cái tội với phước thì còn cái là tội phải với trả. phước,
Còn như mày giờ như cái này mày như mày mà làm phước làm gian quá rồi này kia thì xuống dưới con đầu thai trở lại nhà giàu sung sướng, ngày mấy tháng mấy phải đầu thai lên nhà gánh họ đó, giàu có rồi làm phước làm gian thì con về được mấy chỗ giàu có, người ta thương mến làm phước làm gian cho con. Còn như con nhỏ nhỏ 12 tuổi lên là con lãnh tội rồi, trong 12 tuổi trở lại thì mẹ cha lãnh, 12 tuổi lên đó thì cái tuổi của con là lãnh rồi. Con đi ra con đập, con quánh, con gì con cũng đập, con giết hết. Rồi phía dưới con thấy cái cảnh con 12 tuổi lên, con thấy cái cảnh của con vào địa ngục mới thấy. Không biết tội gì mà nói. Tại sao có người sinh ra bác hai, sống thọ 8-90 tuổi mà tại sao có người sinh ra cái chừng 5 tháng hay tới 5 tuổi là chết bác hai? Tại vì hồi đó người ta đi lên cái số, người ta chở lên bao nhiêu là người ta chết, tới người ta chở xuống. Thì về cái nọ đó 50-30 hay là có đứa nó lên đâu 2-3 tuổi, yeah. Khi 5-6 tháng nó trở lại nữa rồi. Mà cái đó là phước của mình ít hay sao bác hai? Phước ít mà cũng như mày không có đủ cái sự nghi của mình mà can đảm để lo cho nó, cũng như nó trở về nó xứ nó. Bởi bây giờ nếu mà còn nhỏ tuổi 12 tuổi trở lại con làm ác hay con không kể gì hết, cơm đổ thì cha mẹ hưởng hết trơn. Rồi 12 tuổi lên bắt đầu con mới hưởng ơn con. 12 tuổi lên con hưởng ơn con, biết cái tội phước hiếu hạnh này kia. Còn 12 tuổi trở lại thì bây giờ cô Phiên kể 12 tuổi trở lại cũng gặp nhỏ nhỏ vậy là Phiên nói ha. Con nhỏ con ăn cơm đổ con lụm vô, đừng chà đạp, đừng quỷ bỏ. Một hai nữa con đừng có nặng lời với cha mẹ, có khi mày em mày hay là mày có vợ có con nó nhỏ tuổi 5-7 tuổi khi nó hỗn ẩu nó nắm đầu nó quánh nó ấy cái từ khà khà với nó mà vô tình cái đó thì mình hưởng cái tội nhiều, tội dữ lắm đó. Con không có quyền chơi trên đầu cha mẹ, có khi có cưng quá cưng một hai đứa cưng nó quánh nó giả đơn giả kép giả cha cha mẹ không kể gì, cười khà khà với nó nữa vô tình mà cái tội nó cuộc biết bao nhiêu tội. Mất hiếu bà hai? Ừ. Mất hiếu mà cái tội nó lại cha mẹ hưởng. Vì nó chưa có biết gì, nó chưa đúng 12 tuổi đâu có tội.